Ừ, đúng rồi. Là rất là nhiều. Trải rộng đầy dưới đất kìa. Rồi. Bạn xuống. Đang quay ạ. Ok. Nhìn khiếp. Nhìn hoa anh đào cũng đẹp mà anh lùn quá. Hả? Ok. Trời ơi nắng đẹp chưa? Lát nữa mình ra mình đi ô tô ra giữa đường á, mình quay chắc đẹp lắm. Gọi là hoa Vào đây này, xong ngập rồi quay tràn ngược từ dưới quay ngược lên. thì đó em quay là quay ngược lên như vậy nè. Wow. Mà thực ra này ngồi xuống thì mọi người mới thấy được nó đẹp như cái nào. Ngồi xuống nhẹ mình. Đây kiểu như hoa không là hoa tự nhiên có cái mặt thấy gớm. Có người đây còn đi phía xa hay đấy. Bởi vì có người nên chúng tôi lại phải đi một đường chéo qua bên này. Rồi chúng tôi lại đi lại cái đường Chúng thật tôi sẽ đi là lại cái con đẹp. đường. Wow, đẹp quá, bố đó nhưng lại có người. Thôi kệ nó đi, không sao đâu, mình đi gần nên nó mình tránh họ cũng quay giờ. Đẹp ghê hả? Wow. Mà biết sao không? Cây nó lùng lùng quá. Thì nó lùng lùng á Thì ngay trên đầu nên chưa, nhìn chứ rất ở là bên đẹp. Nhật á, cây nó rất là cao. Ồ vậy hả? Ở Tại vì bên bên Nhật Nhật cây cái ít nhất bông nó nó nhỏ. vậy ít nhất nó cao double so như thế này. Thế nên thành ra khi mình phải ngước này mới thấy. Còn Đẹp đây hả? ngay đầu mình giơ tay mình cũng Đúng rồi, hái được thế đó. này. Đấy Này. nhở. Chưa chưa Thế dễ anh chưa. Hiền lùn như thế mà anh Hiền còn đụng tới là biết cây này lùn cỡ nào nha. Hay quá ha. Trời ơi, đẹp dễ sợ luôn á. Nhìn như cây giả luôn á bà con. Bà con không thể tưởng tượng nổi Quay nè. quay đi đó không thấy gì. Nè, lá bông nó rụng Những con này. nè. Rụng nè, đẹp không? Đẹp ha. Bây giờ mình quay tiếp. Ôi nhìn nhìn chưa, một rừng kìa. Thì đó em phải để như vậy nè. Thì mọi người mới thấy bên này là cũng có hai hàng nè. Ừ. Xong bên kia nữa nên vậy rất là nhiều. Chồng nghĩ chiều chiều tới cho nó nắng nó đừng có gắt, có chắc là nắng hơi gắt. Thì kìa thấy không Đẹp kìa, mà em thích nắng sáng. ông ấy mang máy xịn giống chỗ kìa. Wow, lẽ ra bác anh Hiển phải có cái đó ấy. Mà ở đây là khu dân cư nên người ta trồng xung quanh khu dân cư nè. Mà năm nay tiếc quá do bị virus nên mọi người ở nhà nên rất là ít người mới Nhìn dám nhờ vậy nó mới dũng vắng thế này. mãnh. Chứ không có một đi thấy người là người không à. Có một anh đang chụp hình nè. Mình cũng phải xuống. Con đường này đẹp ha. Đẹp chưa? Thấy chưa, vậy mà xíu nữa vợ định không chịu ghé con đường này. Con đường anh Phan Đảo. Ai nói? Em nói hoa đẹp chứ không phải cái người đi trước em. Đẹp. Wow. Công nhận sau mùa đông thì được những cái mùa mùa xuân và mùa hè thật là thích. Tuần hả? 3 tuần nếu không mưa. Chứ nếu mưa thì thôi. Như vậy chỉ gặp trong một đêm là tan tác. Cũng không đến nỗi, chắc phải mấy đêm. Đây, sự kết hợp giữa màu Lần đầu xanh. tiên mà chồng chồng thấy Vancouver nó nhiều hoa anh đào giống kiểu của Nhật như thế này ấy.
Tại vì mấy lần trước giờ mình không có ô tô, mình không đi á. Không, nhưng mà nó không có, nó khu tập trung cái kiểu này thì nó hết. Tại mình không đi á, Ừ. chứ nhiều chứ, anh nghĩ sao? Thế nhưng mà gọi ngay từ đầu đường nhìn nó đã. Hử? Chỗ bên kia nó kìa, người ta cũng trồng nhiều cả. Đi trong khu công viên kia nữa thì phải. Đó, nó ra đầu đường như thế này luôn. Là hết cây hoa anh đào của khu này. Người ta nói chung người ta chỉ trồng ở trong khu dân cư này thôi. Chắc khoảng được à, cây rưỡi nhỉ.